Hello, xin chào các bạn. Bạn chuẩn bị đón một cái siêu phẩm ID combo trong 9 triệu trong một combo thì mình sẽ tặng cho tất cả các bạn một nick cho gọi là để cho tất cả các bạn kiểu gọi là có một cái gì đấy thật là kiểu rung động. Và đầu tiên thì ngày hôm nay mình sẽ tặng cho tất cả các bạn vào thứ mục là nick 100.000. Đó là cái thử vấn máy 100.000 thì sẽ có như nào. Thì đầu tiên thì chắc chắn sẽ ra tài khoản Garena thông tin trắng và sở hữu từ 20 tướng trở lên và skin ngẫu nhiên các bạn nhé. Nếu mà chỉ cần ra 19 tướng thì mình sẽ đền cho tất cả gấp 5 lần, là sẽ đền cho tất cả bạn 500.000. Và mình sẽ mua hai cái nick may mắn bất kỳ này này. Rồi mình sẽ vào check. Ôi có lỗi xảy ra đây à? Vui Long đăng nhập này. Đấy, rồi. Mình sẽ mua mua cái nick bất kỳ để dành tặng tất cả các bạn nhé. Đấy, cho nên tất cả các bạn hãy kiểm tra cái nick, đúng cái nick mình sẽ kiểm tra tất cả các bạn luôn. Và mình đây này, nick 100.000 này. Vừa rồi mình tặng các bạn hai nick 500.000 lên 1 triệu này, mình sẽ tặng thêm một cái 100.000 này nữa cho tất cả các bạn nhé. Đấy. 50.000 đi để có nick 50.000 của mình VIP như nào. Nick trắng thông tin có thể đổi mật khẩu này, sở hữu từ 15 đến 60 tướng này. Đấy, nick 50.000 cũng quá chất. Mình sẽ mua thử một cái đi. Rồi, còn khi mình mua xong bắt đầu mình sẽ đây mình sẽ đăng nhập nick nhá. Rồi mình sẽ check nick cho tất cả các bạn. Rồi các bạn hãy chưa đọc siêu phẩm cực kỳ tuyệt vời, đừng quên đăng hãy giới thiệu shop mơ dương vn để toàn thể tất cả các bạn nào cần mua nick liên quân nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, như tất cả bạn đã thấy thì các bạn đã thấy tên nick rồi. Và mình sẽ check cái nick này cho tất cả các bạn xem nhé. Đấy là mình giá 100.000 và chắc chắn là sẽ trên 20 tưởng và đổi mật khẩu tất cả các bạn nhé. Và nick này hầu như tất cả các bạn đều có thể vào được, nhưng các bạn đừng quên đang hãy vào thử một lần để xem như nào nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào nick này để có nó giá trị như nào này. Đấy, mình chỉ là một cái gọi là hên xui thôi và mình không biết là có một cái gì cả, cho nên là các bạn ui giời ơi, 54 bột. Ôi. Ôi bé đại, nick nó ngó được cả nick 500.000 được cơ. Ở nick nó ngon cả 500.000 thì nay thì phá sản á. Đấy các bạn này, 54 tưởng với 57 skin này. Rồi ok, mình dành tặng tất cả các bạn nick này cho tất cả các bạn nhé. Và chỉ cần thu một 100.000 các bạn cũng đều nhận được nick VIP rồi. Và các bạn đừng quên rằng hãy giới thiệu giúp cho mình vào cái nick shop mơ dương vn giúp mình về nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Để một clip ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn một siêu phẩm, đó một siêu phẩm ID. Như tất cả các bạn đã biết, như cái phù hiệu xuất hiện cũng khá lâu rồi thì nó sẽ có sự thay đổi sức mạnh của tất cả rất nhiều vị tướng khác nhau. Và mỗi vị tướng chúng ta sẽ tìm hiểu cho một bảng phù hiệu rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đánh cho ID một phù hiệu gọi là phù hiệu giảm thời gian đối chiếu. Thì nôm na giống như cách con Nagrod nó combo 5 chiếu trong một combo ấy, thì ID cũng như vậy. ID ngày hôm nay mình muốn truyền đạt cho tất cả các bạn. Thứ nhất đó là sẽ combo trong 9 chiếu trong một combo của nó thì bá đạo như nào. Chẳng hạn thì 9 chiếu như nào, chiếu 2 cho nó sẽ sử dụng được 3 lần, chiếu 1 sử dụng được 1 lần và sẽ hoàn tác lại bộ combo đấy khi sử dụng chiếu 3. Thì chúng ta sẽ sử dụng được 9 chiếu thức trong vòng một combo thì nó sẽ bá đạo như nào đối với tướng ID này. Và mình muốn kết hợp đó là cái chiếu 3 của nó là kết hợp với chiếu 3 tốc biến của nó thì nó sẽ gây được đột biến rất nhiều. Và các bạn sẽ xem clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn về sức mạnh của ID nó bá đạo như nào. Và các bạn nếu xem xong clip này của mình thì các bạn đừng quên rằng hãy vào chơi ngay vì tưởng ID này leo đánh cực kỳ mạnh bá đạo luôn. Ngày mới không quên chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Như bạn thấy thì trận đấu này thì team của mình khá là fit, nhưng không sao, bản thân mình rất thích những trận đấu khó khăn như này. Và ID mình muốn nói quá một chút cho tất cả các bạn điểm mạnh điểm yếu của nó. Như phiên bản trước thì ID nó thực sự nó chỉ có duy nhất cái chiếu 3 của nó thôi, thanh bài tại chiếu 3 của nó. Nếu vì tưởng ID ôi anh ơi, vừa phải cho anh ơi, em đập chết anh luôn nhỉ, dâm mang giả này đập chết luôn nhỉ. Đấy rồi, 1 chiếu 1 có hàng, ui rồi có liêm đập mình đấy. Cái phu hiểu nó ghét như vậy đấy, nó cứ tầm 3 phút nó có liêm đập mình và cái quả cầu băng xương thì nó rất khổ đấy.
Thì như các bạn đã biết thôi, cứ mồi vào trận đấu thì chúng ta sẽ phải phân tích và điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta chơi. Điểm mạnh của vị tướng của chúng ta chơi, các bạn phải biết nó mạnh từ đâu để chúng ta chơi theo điểm mạnh của nó. Điểm yếu và chúng ta sẽ giấu đi. Như mình nói luôn, ID này điểm mạnh của nó sẽ là sử dụng từ chiêu 3 của nó. Nếu tất cả các bạn sử dụng cho mình chiêu 3 trật đấy thì hầu như sát thương các bạn không có, và sẽ không có một cái gì để gọi là zone sát thương, cho nên nó khá yếu. Đây, pha này chơi luôn này, không đủ đạm thôi. Đấy. Và chiêu 1 của vị tướng ID này là kỹ năng định hướng thì nó sẽ rất khó. Quăng chiêu 1 nó rất khó, còn chiêu 2 của nó là chiêu cơ động nhất của vị tướng ID. Thì nôm na rằng chúng ta chơi ID phiên bản trước nhé, mình sẽ nói phiên bản trước là nếu các bạn trật chiêu 3 thì coi như fail luôn. Các bạn sẽ hầu như không có sát thương trong combat và sẽ thành kỷ vật. Nhưng phiên bản này với cái phù hiệu này và mình đã xấu cho tất cả các bạn thấy rồi, thì ngoài việc các bạn sử dụng chiêu 3 trật thì tất cả các bạn con sẽ còn lặp lại trong hai bộ combo chiêu 1, chiêu 2 nữa. Thì các bạn sẽ có một cái lượng sát thương dồi dào. Và trong trận đấu này mình sẽ lên full đám các bạn nhé. Thì đây cái pha này, điểm mạnh nhất của một của trận đấu này cho vị tướng ID là nó lên tầm giai đoạn của tầm level 12 đến level 15 các bạn nhé. Đó là cái giai đoạn ID mạnh nhất. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Khi level 12 và level 15 thì ID sẽ được, thứ nhất sẽ được nâng gần full chiếu và nó sẽ được hồi chiếu nhất định nhau đấy. Thì chúng ta sử dụng cái combo với cái phù hiệu này thì nó sẽ được kích hoạt hồi chiếu ngay lập tức. Còn hiện tại bây giờ thì mình sẽ nói qua cho tất cả các bạn một chút là khi các bạn muốn sử dụng cái bộ combo hồi 9 chiếu này thì cũng như Nagaroth thôi, đòi hỏi chúng ta sẽ phải sử dụng hết tất cả các chiêu thức đấy. Chẳng hạn mình sẽ combo pha này các bạn này, lướt chiêu 2 này, đây, lướt lên, cái pha này không được đâu, đấy, chưa được. Thì là mình sẽ sử dụng cho tất cả các bạn thấy với cách combo như thế. Thì nôm na chúng ta phải sử dụng hết chiêu thức phải. Đây, cái pha này kịp, đây, chiêu 3 đây, chết này, chiêu 1 thôi. Hầu như chiêu 1 nó hôi ngay lập tức luôn tất cả các bạn nhé. Và chiêu 3 của mình nó cũng sẽ hôi trong vòng 1-2 giây. Thì trong 1-2 giây đó thì chúng ta sẽ chờ cái lúc mà chiêu 3 vừa xong là hết đó. Chúng ta sẽ sử dụng được 9 combo đó một lúc. Đấy mới là level 8 cho các bạn nhé. Nhưng nếu khi chúng ta đạt lên level 12 rồi lên đấy, thì lúc đó thì hầu như chúng ta sẽ sử dụng được 9 chiêu thức trong một combo ngay lập tức. Thì sẽ các bạn lúc đó sẽ thoải mái tha hồ combo lao lên zone đám hay chạy thoát. Thì đó là cách chơi của ID mùa này, nó bá nào như vậy đấy. Mình khuyên chân thành, bởi vì những cái nào mạnh nhất của một vị tướng thì mình đều sâu ra cho tất cả các bạn chơi các bạn nhé. Nếu các bạn yên tâm tự tin khoe cả tính, chỉ cần các bạn comment ở trên kênh của mình thì mình sẽ giúp tất cả các bạn leo rank thật tuyệt vời nhờ những cái gọi là cái bằng thực lực của tất cả các bạn. Rồi mình không quên đang sẽ phân tích team địch của như nào nhá. Vị tướng ID các bạn đã biết rồi, khi mà chúng ta con chiêu 3 thì hầu như không sợ vị tướng nào cả. Đây, pha này mình sẽ chiêu 3 để lấy tốc độ này. Đây, mình sử dụng chiêu 3 để mình lấy tốc độ chạy đấy các bạn. Đấy, team địch sẽ có Violet, Timmy và Quillen và Mid nó là Rat, và vị tướng thứ 3 đó là vị tướng Vengeance. Thì khi các bạn cầm một vị tướng đấu xì thì chúng ta sẽ không phải ké là vị trí chúng ta sẽ vào ai, chúng ta sẽ không phải né vị trí đâu, mà là chúng ta cắn giết được thằng nào để vào các bạn nhé. Khi đấy, chẳng hạn như Violet cái pha này này, mình không còn chiêu 3 nhưng chắc chắn nó sẽ chết cái pha này. Được lên rồi, chạy đâu con sâu đấy. Thì nôm na chắc chắn rằng cái người đầu tiên chúng ta sẽ ké là vị tướng Violet, người thứ hai của chúng ta sẽ ké là bạn Rat của team địch. Hai vị tướng đó bất kể các bạn chơi và phải ké đầu tiên. Thường thì mình phân tích nữa, anh trước anh có phân tích là phải né nhưng vị tướng đầy ra, nhưng tại sao hôm nay anh lại phân tích không né? Chúng ta phải hiểu đúng quan điểm của nó. Vào mỗi trận đấu, mỗi vị tướng chúng ta sẽ có vai trò khác nhau. Chẳng hạn trận đấu này chúng ta chơi đấu xì thì đấu xì thì chúng ta sẽ vào ké những vắt sát thủ sát thương của nó, chứ chúng ta cần gì phải giữ vị trí đâu, lao lên ké giết được nó thôi. Nhưng cái phân tích giữ vị trí đấy chỉ dành cho xạ thủ và pháp sư các bạn nhé. Còn hầu hết đấu sĩ và sát thủ chúng ta sẽ phân tích mình giết được ai, lượng đám mình sẽ phân tích sát thương của mình và phân tích điểm mạnh của team địch để chúng ta lao vào giết thằng nào cho hợp lý. Đấy là chúng ta, mình luôn luôn yêu cầu các bạn chúng ta phải phân tích chơi vị tướng nào, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, biết ta mạnh như nào, biết địch yếu như nào, chúng ta sẽ đánh vào điểm yếu của địch và né cái điểm mạnh của địch. Đấy, lúc nào như vậy. Thì hiện tại bây giờ là phút thứ 8 rồi, mình level 12 đây, chạy đâu con sâu, chạy đâu. Đấy, các bạn có thể thấy là hầu như cái bộ combo của mình nó được sử dụng đến 9 chiêu thức trong một vòng combo. Các bạn có thể thấy đấy là cái cách khá đơn giản các bạn chơi ID ở phiên bản này, mình thấy nó rất là mạnh. Cho mình xin lỗi các bạn một chút vì mình nói hơi nhanh và cái giọng của mình thì cái chất giọng của mình nó vai nhải rồi. Đây pha này lên không được rồi, chưa ba các bạn nhé, mình lên rỉa cho hay vậy thôi. Đấy,
Rồi một chút thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách combo nước tiêu 2 và dùng tiêu 3 các bạn nhé. Và sẽ kết hợp tiêu 3 luôn đấy. Nói chung nôm na như nào cho các bạn dễ hiểu ta. Thì cách của mình giống như là... Nói chung là... Được rồi, thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn thật là cụ thể sao. Còn cái pha này khi vì tưởng ID mà đã đạt đến cái giai đoạn này rồi, thì chúng ta sẽ đánh cho một cái gọi là... Đây, qua đơn giản. Ui, oh what? Sao mình giết cái thằng này, thằng bên này chết. Đây này, con chưa má các bạn này, mình sẽ... Đây đây, để vào hai thằng luôn. Quá đẹp, trời ơi, đấy. Các bạn có thể thấy là mình vừa sử dụng cái pha chiêu 3 tốc biến đấy, và kết hợp cả chiêu 2 nữa. Cái combo này nó khá khó một chút, là bình thường chúng ta sẽ sử dụng hai cái một cùng một lúc. Chẳng hạn như Zuka hay Omen, chúng ta sẽ sử dụng chiêu 3 và tốc biến. Nhưng cái clip này, mình muốn truyền đạt các bạn một bộ combo hầu như nó đột biến nhất trong cái liên quân mobile này luôn. Đó là chiêu 2 tốc biến và chiêu 3 cùng một lúc chúng ta sẽ bấm 3 tiếp. Đây, chạy luôn chiêu 1 này, chết rồi, đủ đã, hay quá. Cũng vì tưởng ID này thì chúng ta sẽ đột biến một chút, là khi nếu chúng ta mà dùng cái chiêu 3 ấy, mà tốc biến ấy, thì cái khoảng cách của nó rất là ngắn, các bạn nên nhớ như vậy giúp mình nhé. Khoảng cách rất ngắn, cho nên đòi hỏi chúng ta sẽ phải kích hoạt 3 chiêu cùng một lúc thì nó sẽ gây sức mạnh. Thì nôm na nó sẽ theo từ từ như này ạ. Chiêu 2, chiêu 3 tốc biến. Chiêu 2, chiêu 3 tốc biến cho các bạn nhé. Đấy là cái bộ combo của vị tướng ID này. Tí nữa mình sẽ xấu cho tất cả các bạn về cách combo này cho cực kỳ dễ luôn. Đấy là cái lý thuyết, mình vừa nói cái lý thuyết đấy rồi. Thì tí nữa mình sẽ thực hành cho các bạn thấy cái bộ combo này nó ghê gớm đến như thế nào luôn. Đòi hỏi tất cả các bạn phải có tranh tay một chút nhá. Rồi. Đấy các bạn có thể thấy là cái phá này nhá. Nếu chúng ta mà sử dụng cái phù hiệu này mà chúng ta không sử dụng trước cái chiêu, trước khi chúng ta sử dụng chiêu 3 nhá, mà chúng ta không sử dụng hết chiêu 1, chiêu 2, thì đó là một cái phí phạm. Hầu như chúng ta sẽ phéo vào cái phù hiệu này luôn. Cho nên các bạn hãy cân nhắc giúp mình một chút. Chúng ta phải sử dụng hết chiêu 1 và chiêu 2, thì lúc đó chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 3, thì lúc đó chúng ta mới sẽ được hồi lại chiêu 1, chiêu 2 nhá. Các bạn nên nhớ giúp mình, chứ không các bạn lại cầm cái bảng phù hiệu này, các bạn mà không kích hoạt được cái đấy thì hầu như nó sẽ rất là yếu. Cho nên là đấy là cái điểm trọng tâm để mình nhắc cho tất cả các bạn như vậy. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn tiếp tất cả các bạn về cái bộ combo gọi là siêu combo đi. Dùng 3 chiêu một lúc. Và đây là một vị tướng kết hợp với chiêu 3 duy nhất của Liên Quân Mobile sử dụng 3 chiêu cùng một lúc và khó nhất. Và cái đột biến của nó là cao nhất tất cả các bạn nhé. Rồi, các bạn đấy này, qua đây này, mình sẽ sử dụng tất cả các bạn nhé. Mình con tốc biến này, lướt này, hai lướt này, ba lướt này. Chứa là bình tĩnh con chiếu này. Các bạn hãy để ý giúp mình nhá. Phá này mình lướt, mình sẽ sử dụng chiêu 2, chiêu 3 tốc biến. Đấy này, phá này 1, 2, 3 tốc biến. Đấy, các bạn thấy chưa? Ui, một phát ba thằng nó đẹp vãi nhai. Đấy, các bạn có thể thấy là cách sử dụng combo nó quá đẹp luôn. Các bạn cũng có thể là như thế này nhá. 1, các bạn sẽ sử dụng cho mình chiêu 2, tốc biến chiêu 3 cũng được, nhưng nó chậm. Làm như vậy nó chậm các bạn nhé. Cách nhanh nhất ấy là chiêu 2 tốc biến, chiêu 2 chiêu 3 tốc biến luôn. Đấy, thì hai cách đó nó cũng đều sử dụng được như nhau và để đều tiếp cận được mục tiêu nhanh nhất có thể. Đấy, cho nên là mình trong cái clip này mình sẽ nhấn điểm lại một chút. Thứ nhất là hướng dẫn tất cả các bạn cách sử dụng cái chiếu combo, chỉ chiếu cùng một combo. Và cái thứ hai mình hướng dẫn thêm tất cả các bạn một cái trọng tâm, đó là các bạn sẽ kết hợp với chiếu 3 là tốc biến. Thì cái clip này mình không biết có thể là để lại tất cả các bạn hiểu quá hay không, nhưng mình rất tâm huyết và mình muốn truyền đạt hết những gì bản thân mình có để dành tặng tất cả các bạn. Thì không biết tất cả các bạn còn ngại ngần gì nữa, không biết có ủng hộ cho mình một nút subscribe kênh, hay ủng hộ cho mình một cái nút comment hay một nút like hay không, thì cái đó mình không cần thiết. Mình chỉ cần biết các bạn có léo được rank tốt nhờ clip của mình hay không. Và các bạn đều thấy rồi, clip đến đây cũng khá nhẹ nhàng đó. Cái phá này các bạn này, mình sẽ còn ăn mega cứu, không biết có được hay không. Ôi, hai thằng quá đẹp, mega cứu cái phá này luôn gì. Đây ạ, tí mí này, đấy rồi, mega cứu không được thì chặt đầu em luôn này. Cái phá này này, quý lên này, chứ một này, ui, chứ một trùng hai thằng luôn. Quá đẹp mạn nhàn, vai này. Rồi, vẫn như cũ các bạn nhé, clip đã kết thúc rồi. Tất cả các bạn ơi, mà yêu. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nhá, bye bye.